Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi cái chương trình của văn hóa nhân bản Lạc Việt. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017. Chúng tôi là Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng của Ban trị sự Phật giáo Hảo miền Nam California và là tổng thư ký của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, đang tham dự cái buổi lễ cầu nguyện cho tất cả các chiến sĩ Việt Nam cũng như là đồng minh đã hy sinh chiến đấu cho bảo vệ tự do. Đồng thời chúng tôi cũng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vừa rồi có người hỏi tôi rằng tại sao Hội đồng Liên tôn Việt Nam lại tổ chức cái buổi lễ tế chiến sĩ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết đó, thì trong những ngày gần đây cũng như trước đây đó, sau khi đã cưỡng chiếm miền Nam thì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cố tình muốn xóa bỏ đi những cái vết tích của Việt Nam Cộng Hòa. Những cái gì của miền Nam là họ muốn xóa đi hết. Cho nên từ cái bức tượng thương tiếc, thậm chí cho tới những cái ngôi mộ, những người đã nằm xuống tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì họ cũng phá đi. Họ không muốn ghi lại vết tích. Và những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã không, đã tàn tật, họ không còn tay, không còn chân, nhưng mà họ cũng không tha, họ cũng làm khó làm dễ những anh em đó. Cho nên trước cái tình hình đó, dù là những cái người lưu vong đang sống yên lành trên những cái đất nước tự do, chúng tôi cũng thấy có cái bổn phận không quên những cái công ơn của các quân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các chiến sĩ đồng minh đã chiến đấu để bảo vệ cái lý tưởng tự do và để cho chúng tôi được sống còn và hiện giờ được sống một cách an nhàn tại những cái nơi mà những đất nước tự do như thế này. Cho nên đây cũng là cái cơ hội để các tôn giáo trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như là đồng bào khắp nơi, đặc biệt là tại miền Nam California, dâng lên cái lời cầu nguyện cho các đấng thiêng liêng để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được thanh bình, sớm được tự do dân chủ thật sự, cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Và đặc biệt hơn hết, xin cầu nguyện cho những cái người lãnh đạo tại Việt Nam sớm thức tỉnh trở về với dân tộc, trở về với quê hương, với dòng nói, dòng giống Lạc Hồng, để một phần nào cứu vãn được cái sự đau khổ của dân tộc, của Việt Nam của chúng ta trước cái họa xâm lăng, trước cái nạn mà Hán hóa của Tàu Cộng. Thì cái đó là chúng tôi thành tâm cầu nguyện, xin nâng trên phải hộ trì để cho đất nước Việt Nam chúng ta có một ngày gần đây được sống trong thanh bình, tự do và hạnh phúc thật sự. Một lần nữa, chúng tôi cầu nguyện ơn trên hãy chứng giám cho lòng thành của tất cả những người con lưu vong nơi hải ngoại đang hướng về quê hương. Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Hôm nay nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong, chúng con, những đứa con đang lưu vong nơi xứ người, xin hướng về quê hương Việt Nam, thành tâm cầu nguyện cho tất cả quân dân cán chính miền Nam và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nền tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam và thế giới. Nguyện cầu chư Phật mười phương hãy cứu vớt anh linh những người đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, cho thai nhân sớm vãng sanh về miền cực lạc. Nguyện cầu các đấng thiêng liêng, Đức Quốc Tổ Hùng Vương và anh linh các bậc tiền nhân, xin hãy hộ trì cho dân tộc sớm thoát qua cơn phát nạn và quốc nạn, để dân tộc của con sớm được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự. Nguyện cầu cho đất nước Hoa Kỳ luôn được thịnh vượng và bình an. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.